lý à. Đẩy lên thế thần thôi ha các bạn, thế thôi à. Vũ mình chào các bạn nha. Đó, bây giờ mình theo chiếc Ford 4000 này để đi cẩu cây nha các bạn. Giờ nãy tháo cái một ra ha. Giờ cẩu mấy cái khúc cây lớn nè. Cái này cây này nhìn thấy lớn lắm nha các bạn. Ủa, khúc qua lớn lắm nè. Quá lớn luôn hả? Xe này của em trai ở trên cầu Khởi luôn nha các bạn. Ở cầu Khởi à. Rồi giờ bắt đầu xử lý rồi ghe lại ha. Quá lớn luôn. Gác lên. Nào nào đẩy vô. À, lấy dây ra rồi ra khúc bên kia mở đầu lên. Hồi lúc mình mới làm kênh các bạn thì mình với Nhã có đi quay cắt cây với lắm, chở cây đồ rất là nhiều luôn ở dưới vườn cao su ha, ở dưới vườn cũng ở dưới Gò Dầu, thành đất Gò Dầu luôn. Rồi lâu rồi lúc quay lại cổ cây. Cây này thì lớn nha các bạn, nên anh em đâu có thuận thẳng là cỡ mười mấy năm ha. Anh phải cỡ mười mấy năm. Mình còn không hết luôn. Lên. Lên. Còn rất là nặng ha. Đó, đẩy lên. Thế thần thôi ha các bạn, thế không à. Chứ ai ginh cho nổi đâu. Rồi xong. Xong gốc bự là khỏe không? Xong gốc bự là khỏe rồi. À, lấy gốc bự là khỏe rồi. Ừ xong là khỏe rồi. Chiếc Ford 4000 này thì mới sơn lại nha các bạn. Còn chiếc này có lên tục bô luôn nha.
lên tục bô, em trai lên chọn gói luôn, gắn bô rồi hết luôn là 9 triệu. Khúc này dài ha. Dài nhưng mà nhẹ hơn khúc nãy. Khúc nãy mới nặng. Rồi xong cái khúc cây bự này nữa là mình ra phía trước mình quay cái chiếc xe cho các bạn xem ha. Để xuống ha. Rồi ok. Rồi hạ đi. Rồi lên hai góc bự là khỏe nhất luôn. Trời ơi. Đẩy ra. Còn dây lại đẩy ra phía sau chút xíu thôi. Khỏi cột chứ. Hạ hai cái đầu này đẩy nè. Đó, hạ đầu này xuống đẩy luôn ha. Ok. Rồi băng đầu rồi. Qua chiếc xe nha các bạn. Đây là con khúc bự à. Khúc bự đó là cái khúc đầu tiên á. Đây kho bún này. Em mới ra. Nó xe đẹp không? Anh em đi mấy cái cẩu mấy cái này thì xe mà ta cứ qua một cầu nhiều ha các bạn. Chứ giờ cái thằng 4.000 này lên hai cầu mắc quá mắc. À, cho nên là anh em nếu mà xài về bên cái kéo cò gỗ kéo gỗ mà chở củi chở đậu cây rồi nè, đa số còn đông là xe pho các bạn. Đa số còn đông xong là xe pho chị nè. Lớn này nữa, dưới đài đằng kia còn khúc lớn nữa ha, là hết rồi đó, còn gì là khúc nhỏ thôi. Mà kinh của Trà Là nè các bạn à, phía đi vô thẳng vô bờ vô đường Lâu Dầu ha, bên tay trái nè, bên tay trái là nguồn xí nghiệp Trà Là ha, xí nghiệp Bình Linh ha. Nhà đây là dạy tới đây luôn nè, này thuộc dạng bên hông ha, cặp máy kinh bên hông. Nói chung ra không phải phô 4.000 à, 55 HP mới làm việc là máy này được đó các bạn. Có nhiều chiếc 3.600 rồi giờ có thể làm việc được ha. 3.600 đầu là con kéo củi đầu làm dữ dằn. Anh em ta chuộng lắm, chuộng mấy chiếc 3.600, 4.000, 4.600 đi coi lại đó. Cục bô này em trai lên chọn bộ là về 9 triệu nha các bạn.
là bô cây bô rồi xong hết luôn á. Thì thật bô nó có nhiều loại mình cũng không biết nha. Ở trên đầu thử chiếc xe nó có một cái logo phone. Cái logo cháu cái ly biển số đi lên á. Chắc hết chiến luôn, mình cũng không rảnh ha. Để mình coi mấy ảnh coi sao nè. Cái này là ảnh chuyên đi mua cây luôn. Chuyên đi mua cây nha các bạn. Cái này là mấy cây tràm á, mấy cây tràm nó mọc ở trên theo bờ kinh ha. Như mấy cây này nè, đó, thời gian lớn nên cũng chặt nó cắt hay gì đó. Khi mà đại anh móc vô cái này cho các bạn coi logo cái nha. Vậy là cây nhỏ chở sao hả? Dạ. Cây nhỏ chở sao hả? Dạ. Mấy cái cây hút hút này nhỏ chở sao một chuyến hả? Đi luôn chuyến luôn hả? À, một chuyến một hết luôn hả? À. Vậy là chở một chuyến một hết luôn các bạn. Bây giờ chắc gắn vô quá. Vậy giờ là gắn dây hơi rồi vô hả? Dạ. À, gắn. Gắn đầu mình nhóm tấm chắc là dài luôn ha. Cái kia thì có cây kiếm bên lên ha, còn cái này mình chơi mình cẩu mình dở lên không bỏ vô. Ngay luôn á, chút xíu nè. Rồi ok. Rồi gắn mấy dây ống hơi vô nữa là xong. Cắt nhẹ cả đầu hết luôn ha. Có giỏng nằm luôn. Trên có gắn một cái bệ lưới để mà để đồ rồi nè. Đó, để đồ nó luôn ha. Đầu thì cho rớt xuống. Bên kia có thùng vớt đấy rồi. Cái đầy bởi. Trước nãy giờ có cục tạ mà không đi ha. Tạ nè. Này chỉ sơn cái dàn áo thôi nha các bạn. Như sơn dàn áo thôi mà cái dàn chân với lốc máy đâu không có sơn.
dài nhóm tới xong cái đầu chắc lên dài nha con, chắc lên dài chắc hết cái này luôn, chắc này chắc cũng cả 40 phút mới xong á. Thì nãy giờ thì anh em chắc coi gần xong nha các bạn. Đó, rồi chắc mấy khúc nữa là xong nha. Mình đi chở này chắc cũng tùy theo bữa, cũng bữa làm bữa nghỉ phải không? Em hôm nào có cây nhà thì em kéo cái nhà của hầu em đi kéo đi. À. Chủ yếu là giống như là mình ai kêu mình thì có cây thì mình đi cắt mình kéo. Còn không có mình chạy mướn cho người ta. Suốt được. Ừ. Đúng rồi. Mình có mua vườn cao su được của người ta luôn không? Dạ, có luôn. À mua hết luôn hả? Dạ. Ai bán gì mua đó, có bán đất không có tiền mua đâu. Đất giờ giá cao quá không? Ừ. Không có tiền mua. Đúng rồi. Thì đây là xe của Nhân ở Cầu Khởi nha các bạn. Thì mình có về mình có chèn cái số điện thoại lên trên trong cái phần mô tả, thì anh em nào mà có nhu cầu mua bán cây rồi đó thì cứ alo ha, alo cho Nhân thì anh em thỏa thuận giá cả rồi ha. Thì cao su đồ cũng mua luôn á. Giờ chắc mấy cái lóng nó đi xong rồi là Nhân sẽ chạy luôn ha các bạn, chạy ngay chạy đường Bờ Kinh luôn chứ không có bị ngược lại Trà Lại nha. Chạy luôn qua Bờ Kinh lớn bên kia mới vòng lại cái đường dầu gần Trà Là, chứ cái này giờ mình không có quanh đầu lại được á. Xong giờ đợi Nhân đề ba tới cái là mình kết thúc video nha. Mấy chiếc ca kéo này thấy gì chứ xài nó bền đó các bạn, nó bền hơn là vụ mà cài sới rồi kéo mì thấy gì, kéo mùa nước á, nặng máy ghê lắm, ép máy dữ lắm. Còn kéo này thì tàn trên này không đến nổi ha, đất khô gặp đất khô nó đâu có xi nhê gì đâu. Hai anh ở gần nhà chứ không ai sớm cái gì? Dạ, nó là anh ruột. À anh ruột hả? Dạ. Anh ruột là anh áo đen hả? Anh kia cao ở đâu phải. Anh kia ha. Ê, bây giờ hai anh kia chắc cũng về luôn hả? Hai anh chắc cái gì nãy giờ? Vậy là anh mua 2 ly anh cứ uống à. Về hết rồi. Rồi. Tính mà anh em cà phê mà anh em về hết rồi, giờ còn mình con mình Nhân tài xế rồi. Để hồi để đắng rồi uống cà phê chơi. Rồi sau video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Đầu năm đầu tháng thì đi quay video thì nó cũng hơi khó khăn ha các bạn. Thì hết mùa hết vụ á. Nó là anh em xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Rồi năm mới cũng chúc anh em nhiều sức khỏe nha, làm ăn luôn phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha. Làm ăn thuận lợi trong công việc nha. Rồi bye bye các bạn.